Và ngay bây giờ sẽ là một nụ hôn ngọt ngào. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 thì cô dâu và chú rể sẽ dành cho nhau một nụ hôn. Và nụ hôn này sẽ kéo dài trong vòng 5 giây. Tôi sẽ đếm ngược từ 5 đến 1 thì cô dâu và chú rể mới được dừng lại, được không ạ? Mong cô dâu và chú rể sẽ hợp tác với MC để nụ hôn này sẽ trở nên lãng mạn hơn. Ngày hôm nay thì nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất là Tóc Long Hành cũng đã có mặt tại đây để quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và cô dâu thì cười rất là tươi, nhưng mà ánh mắt thì hãy nhìn vào chú rể đi ạ. Hai người hãy trò trò nhau ánh mắt nụ cười. Tóe lửa tình chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị sẽ cùng đếm cùng tôi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 7, 5, 1, 10, 4, 5, 4, 3, 2, 7, 5, 1, 10, 4, 5, 4, 3, 2, 7, 5, 1, 10. Vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Hạnh phúc của hai bên gia đình. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng những hình ảnh rất là tuyệt vời ngọt ngào mà người mẹ đang trao cho con dâu yêu quý của mình. Và xin mời người con dâu tuyệt vời sẽ ôm người mẹ của mình ạ. Vâng ạ, một cái ôm rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn mẹ, cảm ơn bố rất nhiều. Và xin mời món quà đến từ Bác Thủy ạ. Nhiệt chào đón tất cả các vị khách quý, quan viên hầu đồng ngoài, cùng toàn thể bạn bè thân hữu gần xa đã có mặt trong khán phòng tiệc cưới của đại gia đình Hội Nhà Trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, cho phép chúng tôi những người làm chương trình đến từ đơn vị tổ chức sự kiện tiệc cưới Tâm Thu cũng sẽ được thay lời cho đại gia đình Hội Nhà Trai là ông Vi Văn Sơn, bà Lương Thị Thiên, cũng như thay lời cho chàng rể quý và cô dâu mến thương Đức Thái Bích Ngọc. Xin gửi tới tất cả quý vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Những người làm chương trình chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến sự hiện diện đông đủ của quan viên họ nhà gái trở về với chúng ta từ bản Trung Chính, Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An. Và tại đây hội trường chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón quan viên họ nhà gái trong buổi trưa hôm nay. Và để cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã mất chút thời gian và ngọc của mình trở về với khách phòng tiệc cưới, trở về với tư gia của đại gia đình, thì xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng đứng lên và dành một cái cúi đầu thân thương gửi tới tất cả quý vị khách quý. Xin mời cô dâu và chú rể dành một cái cúi đầu thân thương dành tặng tới tất cả hội trường. Xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay để chúc mừng ngày phúc cho cô dâu và chú rể thì toàn thể hội trường chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã, được không ạ? Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và chúng ta có thể nói tình yêu nó rất là đơn giản, thiết thực nhưng nó cũng rất thiêng liêng và cao đẹp. Tình yêu đó là sự hòa quyện giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Trải qua những năm tháng tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, thì ngày hôm nay, chú rể Đức Thái cùng với cô dâu Bích Ngọc, họ đã quyết định về chung một nhà và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình thật ấm no và thật hạnh phúc. Đúng thật là còn gì đẹp trên đời hơn thế, Đấng đã cho ta một trái tim giàu, thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi. Còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa lứa đôi. Và tới đây thì ban tổ chức chúng tôi, những người làm chương trình cũng xin được trình trọng tuyên bố đến toàn thể hội trường. Chương trình đài lễ tình hôn mừng ngày phúc cho chú rể Đức Thái sẽ duyên cùng với cô dâu Bích Ngọc được tổ chức, xin phép được bắt đầu. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng đứng lên ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, từ khi còn trẻ còn bé thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Và cho đến khi khôn lớn trưởng thành, trên bước đường đời học tập cũng như công tác, thì hai bạn đã quen biết và gặp gỡ nhau. Và ngày hôm nay, hai người đã trở lại con thuyền tình yêu của mình gặp tới bến bờ của hạnh phúc.
Mà tình yêu của hai bạn trẻ thì từ đâu mà có? Đó chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của những người sinh thành. Có những lời phát biểu trao dâu và nhận dê, cũng như những lời cảm ơn gửi đến tất cả các vị khách quý có mặt trong khán phòng tiệc cưới trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện bước lên sân khấu bên phía đại diện họ nhà gái, đó là ông Quang Văn Tỳ. Bên phía đại diện họ nhà trai xin mời bước lên sân khấu, đó là ông Vi Thanh Nam. Xin mời ông trưởng đoàn của chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay để có những lời phát biểu cảm ơn, những lời trao dâu và nhận rể. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Mỗi con người của chúng ta khi sinh ra thì đều đã được ban tặng cho một nửa cuộc đời mình ở đâu đó quanh đây trên trái đất. Và chỉ cần hai người đi ngang qua nhau, họ gặp nhau thì chỉ cần liếc mắt là một câu chuyện tình sẽ được bắt đầu. Và ngày hôm nay chúng ta thật hạnh phúc khi được chứng kiến một câu chuyện tình thật đẹp, thật hạnh phúc, thật ấn tượng của chú rể Đức Thái và cô dâu Bích Ngọc. Và một nửa xin được kính mời hai vị trưởng đoàn của chúng ta, đó là ông Quang Văn Tỷ bên phía đại diện họ nhà gái, và bên phía đại diện họ nhà trai đó là ông Vi Thanh Nam. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu để có những lời phát biểu trao tặng nhận xem. Xin mời. Quý vị thân mến, người ta thường nói hôn nhân là một điều không thể thiếu trong đời sống, và đó cũng chính là một cột mốc quan trọng mà tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đều mong muốn và hướng đến. Và ngày hôm nay hai nhân vật luôn được tất cả chúng ta yêu mến không ai khác chính là Đức Thái và Bích Ngọc. Hai người đã cùng nhau đi một quãng đường thật dài, và cũng cùng nhau viết lên một câu chuyện tình thật đẹp. Và được rồi, ngày hôm nay tất cả chúng ta đều được chứng kiến những giây phút hạnh phúc. Và lúc này thì ban tổ chức đã quan sát được sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn, là vị đại diện của hai bên gia đình sẽ trở về sân khấu. Và chỉ ít phút nữa thôi thì toàn thể các vị khách quý sẽ được chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất mà Đức Thái và Bích Ngọc sẽ dành cho. Kính thưa các ông, các ba bên nội bên ngoài, thay mặt cho họ nhà trai cũng không biết nói gì hơn là kính chúc cho toàn thể các ông, các ba, các cụ nội ngoại hai bên gia đình có một buổi lễ thành hôn của hai em diễn ra tốt đẹp. Không biết nói gì hơn, gia đình rất chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, một lời chân thành cảm ơn đến từ anh Thùy, anh trai của chú rể, cũng là vị đại diện ngày hôm nay. Và xin được kính mời Bác Tùy sẽ có những lời phát biểu trao dâu trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng như là những lời dặn dò đến hai cháu ạ. Xin mời ạ. Alo, alo. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể hôn trường, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cùng nam thanh nữ tú, bạn bè gần xa của hai họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai họ và hai chính quyền địa phương cho phép tổ chức lễ thành hôn của hai cháu Đức Thái và Bích Ngọc. Tôi lời đầu tiên không biết nói gì hơn, gửi tới toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Alo. Alo, hôm nay là ngày đẹp nhất và ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Hai nhà mãi mãi bền vững keo sơn, và một tràng pháo tay thật lớn vô tay tay hôn trường để chúc mừng cho hạnh phúc ngày hôm nay. Hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt vời ngày hôm nay. Chú rể sẽ nói với cô dâu, anh sẽ trao cho em một chiếc nhẫn. Tuy rằng chiếc nhẫn không phải là bằng kim cương, nhưng nó chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào, đưa tay anh đeo nhẫn vào cho em. Bác cô dâu cũng sẽ trao chiếc nhẫn tình yêu cho chú rể. Nghĩa trong năm cuốn từ đây, nhẫn cho tay em một chút này để làm tin. Dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nghĩa vợ vững bền ta có đôi. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị thì
chính con dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng, và chúng ta sẽ xem một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Trao nhấn xong rồi nhưng mà cô dâu và chú rể vẫn là chưa quay lại trạng thái ban đầu thì tôi hiểu ý của chú rể rồi đúng không ạ? Chắc chắn là muốn hôn cô dâu lắm rồi. Úi giời ơi, vậy thì để cho chú rể toàn nguyện luôn được không ạ? Quý vị đồng ý thì một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị. Vậy xin mời cô dâu và chú rể hãy quay lại trạng thái vừa rồi đi ạ. Vâng ạ, và bây giờ tay của cô dâu thích đặt vào đâu thì đặt đi. Đây là người chồng của em rồi, thích đặt vào đâu cứ đặt. Và tay của chú rể hãy đặt vào bờ eo vững chắc của cô dâu. Tôi yêu uyển chuyển. Và ngay bây giờ sẽ là một nụ hôn ngọt ngào. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 thì cô dâu và chú rể sẽ dành cho nhau một nụ hôn. Và nụ hôn này sẽ kéo dài trong vòng 5 giây. Tôi sẽ đếm ngược từ 5 đến 1 thì cô dâu và chú rể mới được dừng lại được không ạ? Mong cô dâu và chú rể sẽ hợp tác với MC để nụ hôn này sẽ trở nên lãng mạn hơn. Ngày hôm nay thì nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất là Tóc Long Hành cũng đã có mặt tại đây để quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và cô dâu thì cười rất là tươi, nhưng mà ánh mắt thì hãy nhìn vào chú rể đi ạ. Anh người hãy cho trò nhau ánh mắt nụ cười. Tóe lửa tình chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị sẽ cùng đếm cùng tôi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 7, 5, 1, 1, 2. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và trong buổi trưa ngày hôm nay liên tục sẽ là những điều tuyệt vời mà đại gia đình Hòa Nhà Trai sẽ dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì những món quà đó cũng sẽ được gửi gắm cho hai con, hai cháu cũng như là hai em. Và ngay bây giờ đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ được kính mời món quà đầu tiên, đó chính là món quà đến từ Thân Sinh Phù Máu của chú rể Đức Thái. Xin được kính mời bố Sơn cùng với mẹ Thiên sẽ lên trao món quà của mình cho hai con trong buổi trưa hôm nay ạ. Xin mời. Không ai tốt bằng mẹ, cánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tạo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, sinh con ra thì cũng có những lúc hoạn nạn, cũng có những lúc đắng cay, nhưng vẫn nâng niu chăm chút như hoa trên cành. Và chú rể, và còn rất nhiều những món quà nữa đến từ đại gia đình Hòa Nhà Trai sẽ được dành tặng cho cô dâu. Và đầu tiên xin được kính mời bố mẹ ạ, hãy cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để dành tặng món quà của mình. Xin mời. Và kính thưa toàn thể, mẹ Thiên sẽ trao món quà của mình cho cô dâu Bích Ngọc. Xin mời. Và xin mời bố Sơn sẽ trao món quà của mình cho người con trai tuyệt vời. Xin mời. Những món quà về vật chất, những món quà về tinh thần được trao cho hai con ngày hôm nay, và những lời yêu thương thì bố mẹ đã gửi gắm cho món quà này. Và ngày hôm nay thì những người làm cha làm mẹ cũng chỉ mong rằng hai con về sau sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng. Và ban tổ chức cũng sẽ được trân trọng kính mời món quà tiếp theo đến từ đại gia đình của chúng ta. Món quà đến từ gia đình Bác Thụy Diện ạ, xin được trân trọng kính mời. Gia đình của chúng ta sẽ cùng nán lại trên sân khấu một chút xíu để chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh thật đẹp ngày hôm nay. Đó thật là một ngày hạnh phúc của hai bên gia đình. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng những hình ảnh rất là tuyệt vời ngọt ngào mà người mẹ đang trao cho cô dâu yêu quý của mình. Và xin mời người con dâu tuyệt vời sẽ ôm người mẹ của mình ạ. Vâng ạ, một cái ôm rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn mẹ, cảm ơn bố rất nhiều. Và xin mời món quà đến từ Bác Thủy ạ.
Vâng, vẫn chưa hết, người mẹ ngày hôm nay đã chuẩn bị rất là nhiều những món quà để trao cho người con sao tuyệt vời của mình. Một chiếc vòng cổ cũng sẽ được trao cho cô dâu Bích Ngọc. Xin mời mẹ. Vâng, chú rể của chúng ta thì từ từ một chút xíu nữa thôi sẽ có quà. Người lên một tí đâu. Vâng ạ, rất là cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn bố ạ. Vâng ạ, món quà của bác Thủy đó là chiếc nhẫn tình yêu. Nó không có điểm đầu và không có điểm cuối. Nó tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời hòa quyện vào nhau. Cũng giống như tình yêu của Đức Thái và Bích Ngọc sẽ là mãi mãi. Và cũng sẽ được kính mời món quà tiếp theo đến từ gia đình Olan Trài ạ. Xin được trân trọng kính mời. Trong mùa giao ngày hôm nay rất tuyệt vời, xin cảm ơn O rất nhiều. Không biết là ngày hôm nay cô giao của chúng ta có tăng cân không ạ? Xin cảm ơn O rất nhiều và xin được kính mời món quà tiếp theo đến từ gia đình ông bà Lám, đó là ông bà Lám Sự Quyết ạ. Xin được kính mời. Gia đình chú Biển Bằng cũng sẽ trao món quà của mình cho hai cháu ạ. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được kính mời gia đình chị Thanh, bác Chiến sẽ cùng lên trao món quà của mình cho hai cháu ạ. Xin mời. Và những món quà cùng với những lời gửi gắm thân thương, những lời dặn dò của đại gia đình gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Và đây là món quà cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời chị Thanh ạ. Và xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn một chút nữa để những nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ cùng ghi lại những hình ảnh thật tuyệt vời ạ. Xin mời. Sẽ cùng dành cho đại gia đình trong vòng 30 giây một hình ảnh rất tuyệt vời. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa, một tập thể hoan trường để chúc mừng cho hạnh phúc đại gia đình chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời tất cả quý vị. Và xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía tất cả các vị khách quý để tiếp đón tập thể quý vị. Xin mời. Kính thưa tập thể hoan trường, và để cảm ơn tập thể quý vị một lần nữa thì cô dâu và chú rể sẽ có những ly rượu nồng nàn để cùng liên hoan với toàn thể hồn trường. Và xin mời Đức Thái sẽ cùng đến với chai rượu sóc phanh đầu tiên ạ. Xin mời. Những niềm hạnh phúc, những niềm ngọt ngào mà chú rể sẽ dành trong ly rượu này gửi gắm đến cô dâu và cùng với tất cả hồn trường. Và mong rằng toàn thể quý vị khách quý chúng ta đang có mặt tại đây sẽ cùng nhau dành cho mình những ly rượu nồng ấm ngày hôm nay để cùng chúng ta chúc mừng hạnh phúc với cô dâu và chú rể. Trời ơi, rất là nhanh đúng không ạ? Không kịp nhìn thấy luôn, rất tuyệt vời. Và xin mời chai rượu sâm phanh thứ hai. Tuyệt vời! Và xin mời cô dâu hãy cùng chung tay với chú rể rót rượu vào thâm ly tình yêu. Xin mời. Cuộc đời là những giấc mơ, là bao hạnh phúc đợi chờ đắm say. Cuộc đời là hạt mưa bay thấm sâu lòng đất cây ngày sinh tươi. Cuộc đời
cười là những nụ cười, là tình yêu đẹp cho hai người bên nhau. Tay trong tay, bước chung bước, tất cả quý vị đang được chứng kiến hình ảnh rất tuyệt vời. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là sao lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Và Thái sẽ là lối nhỏ để Bích bước vào đời. Anh đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng. Vậy xin kính mời con dâu và chú rể hãy cùng giơ cao chân lên tình yêu của mình lên ạ. Cao lên một chút xíu nữa, hướng đến tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Và tôi xin phép được làm cầu nối giữa con dâu đến toàn thể quý vị. Và tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 thì chúng ta sẽ dành 4 chữ chúc mừng hạnh phúc thật to được không ạ? 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì những người làm chương trình, ban tổ chức đến từ đơn vị tổ chức sự kiện tiệc cưới Tâm Thu cũng xin được cảm ơn sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý vị. Và xin được cảm ơn cô dâu và chú rể đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là nơi tổ chức lên sự kiện long trọng trong cuộc đời mình. Và chúng tôi xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Chúc toàn thể quý vị sẽ có một bữa trưa thật vui vẻ và thật ngon miệng. Xin được bắt tay cô dâu và chú rể ạ. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về với toàn thể quý vị khách quý để chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể hôn trường, và trong buổi trưa ngày hôm nay thì những lời ca tiếng hát của toàn thể quý vị cũng sẽ là những món quà rất ý nghĩa để dành tặng cho cô dâu và chú rể được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn nữa. Và trong buổi trưa hôm nay, cho phép Bảo Quốc xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Yêu Em Dài Lâu, một ca khúc rất là vui nhộn trong buổi trưa hôm nay xin được dành tặng tới tất cả quý vị.